Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cộng đồng người Việt ở hai tỉnh miền Nam nước Nga Volgograd và Krasnodar đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức buổi giao lưu thể thao cộng đồng tại tỉnh Volgograd. Tham dự buổi giao lưu có gần 20 cán bộ, nhân viên đại sứ quán do Đại sứ Phạm Xuân Sơn dẫn đầu, hơn 150 đại diện cộng đồng từ tỉnh Krasnodar và gần 500 người Việt đang sinh sống học tập tại tỉnh Volgograd. Giải thể thao năm nay gồm 4 nội dung thi đấu dành cho nam là bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn và cờ tướng. Kết thúc giải, đội chủ nhà Volgograd giành giải nhất môn bóng chuyền, vô địch bóng đá trẻ và quán quân môn cờ tướng. Đội bóng chuyền nam đại sứ quán giành giải 3 môn bóng chuyền, đội Krasnodar về nhì bóng đá trẻ, bóng chuyền và cờ tướng.